Và trước cuối cùng chúng ta nghiên cứu cụ thể về áp lực định mức vật liệu trong xây dựng. Thì buổi hôm trước thì các em nghỉ đúng không nhỉ? Buổi trước nữa thì chúng ta đã nói về khái niệm của vật liệu trong xây dựng. Thì vật liệu trong xây dựng gồm có vật liệu chính và vật liệu phụ hay còn gọi là vật liệu khác. Vật liệu chính thì nó là những cái loại vật liệu mà nó chiếm thị trọng lớn trong chiếm thị trọng lớn về mặt khối lượng và về mặt chi phí để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Và vật liệu chính nó có thể tồn tại, nó có thể ở dạng vật liệu chính thông thường hoặc là loại vật liệu chính thông thường là vật liệu mà chỉ sử dụng một lần hoặc là vật liệu sử dụng nhiều lần, người ta còn gọi là vật liệu đơn. Vật liệu phụ thì nó là nó chiếm tỷ trọng nhỏ cả về mặt khối lượng và về mặt chi phí trong việc tạo nên một đơn vị sản phẩm và nó có thể thay thế lẫn nhau. Nếu không có này ta chất cố tính mà vui vào bán quân trước khi mà đắp dựng bán quân đổ bê tông hoặc là đất đèn axit trong trình hàng thì định mức vật liệu là nó thể hiện lượng hao phí trung bình cần thiết về vật liệu để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức vật liệu thì được chia ra thành định mức sử dụng vật liệu và định mức chi phí. Định mức sử dụng vật liệu và định mức chi phí. Định mức sử dụng nó là khối lượng vật liệu, số lượng vật liệu cần thiết trong quá trình sản xuất thi công để tạo thành một đơn vị sản phẩm. Thì đối với các loại vật liệu chính thông thường thì vật liệu sử dụng và vật liệu chi phí nó sẽ bằng nhau. Vật liệu sử dụng chính là bằng chi phí và sử dụng bao nhiêu thì nó chuyển toàn bộ từng đó vào trong việc tạo nên một đơn vị sản phẩm. Thế nhưng mà với các loại vật liệu vận chuyển, với các loại vật liệu vận chuyển thì định mức sử dụng và định mức chi phí nó khác nhau. Thì định mức chi phí ở đây thì nó chỉ thể hiện cái số lượng khối lượng vật liệu, nó thể hiện số lượng khối lượng vật liệu để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng sau khi đã được khấu trừ phần giá trị, sau khi đã được khấu trừ phần giá trị chuyển vào giá trị sản phẩm. Và định mức chi phí này mục đích là người ta sẽ dùng để tính tiền. Và khi mà người ta công bố định mức dự toán của nhà nước công bố đấy, định mức dự toán của nhà nước công bố là người ta đã công bố cái định mức chi phí này, là người ta công bố định mức chi phí này, tức là cái định mức sử dụng để tính tiền, nó chỉ tính cái phần khấu trừ giá trị chuyển vào trong giá trị sản phẩm, chỉ tính phần khấu trừ giá trị chuyển vào trong giá trị sản phẩm thôi. Với lại vật liệu luân chuyển thì có nhắc lại định mức sử dụng và định mức chi phí nó sẽ khác nhau. Định mức chi phí sẽ bằng định mức sử dụng nhân với hệ số chuyển giá trị. Định mức chi phí sẽ bằng định mức sử dụng số giá trị. Phương pháp với các loại hiện tại nó chỉ hiện bằng tỷ lệ phần trăm định mức tỷ lệ và nó chỉ có ý nghĩa khi chi phí công tác bê tông của thép mạng cô nghe lag lắm ạ, mà em không nghe rõ được. Alo, em không nghe được cô nói à? Bây giờ nghe rồi cô. Lúc nãy không nghe được. Sao cô cũng không hiểu sao mạng lại kém như thế nhỉ?
Cái Đã rồi cô ạ. Alo, các em nghe được không? Đã nghe được rồi cô ạ. Ví dụ để đổi Hơi hơi lag cô giáo ạ. để cô đổi mạng khác rồi. Alo, alo, các em nghe rõ hơn chưa? Rồi, Dạ nghe rõ hơn rồi ạ. Rồi. chúng ta tiếp tục nhé. Về thành phần cơ cấu của định mức vật liệu. Cô xem màn hình ạ. Có lỡ. Phần này là các em đã học rồi ở buổi hôm trước rồi. Đấy, thì cô chỉ nhắc lại thôi. Với cái phần định mức vật liệu toàn phần. Đấy, thành phần cơ cấu, thành phần cơ cấu của định mức thì bao gồm có định mức vật liệu toàn phần này, định mức vật liệu cấu thành, định mức vật liệu hao hụt khâu thi công. Định mức vật liệu toàn phần là gì? Thì định mức vật liệu toàn phần ở đây nó là lượng vật liệu đúng quy cách phẩm cấp
bị hao phí để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, đúng không? Nó là lượng vật liệu đúng quy cách phẩm cấp bị hao phí để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Và vật liệu, định mức vật liệu toàn phần nó bao gồm có định mức vật liệu cấu thành và định mức vật liệu hao hụt không thi công. Nhưng mà định mức vật liệu cấu thành, định mức vật liệu cấu thành là gì? Thì nó là lượng vật liệu đúng quy cách đúng phẩm cấp theo yêu cầu của thiết kế. Đây là theo yêu cầu của thiết kế hao phí để tạo thành thực thể một đơn vị sản phẩm. Đấy, các bạn nhớ rằng là cấu thành, định mức vật liệu cấu thành thì nó là lượng vật liệu đúng quy cách đúng phẩm cấp theo yêu cầu của thiết kế, theo yêu cầu của thiết kế để tạo thành một thực thể một đơn vị sản phẩm. Thế còn định mức vật liệu toàn phần thì nó là lượng vật liệu đúng quy cách đúng phẩm cấp bị hao phí để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Tức là đây là lượng vật liệu thực tế, lượng vật liệu thực tế sẽ bị hao phí để tạo thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Thế còn định mức vật liệu cấu thành thì nó là cái lượng vật liệu mà nó theo yêu cầu của thiết kế hao phí để tạo thành thực thể một đơn vị khối lượng. Đấy. Thế thì theo yêu cầu của thiết kế thôi. Thì theo yêu cầu của thiết kế cho nên là cái định mức cấu thành này nó còn được gọi là khối lượng gốc, bởi vì nó có cơ sở để xác định, người ta có thể xác định được định mức cấu thành dựa trên các bản vẽ thiết kế. Và người ta xác định dựa trên bản vẽ thiết kế được, tức là nó có cơ sở, hoàn toàn có cơ sở để người ta xác định, và người ta có thể thẩm tra, có thể thẩm định được. Thế còn định mức vật liệu hao hụt khâu thi công thì nó là lượng nhỏ vật liệu bị tổn thất, là một lượng nhỏ thôi á, một lượng vật liệu bị tổn thất trong quá trình thi công tại hiện trường. Và vật liệu hao hụt khâu thi công chỉ được phép tính cho hai loại. Nó chỉ được phép tính cho hai loại. Loại thứ nhất là loại tổn thất khó loại trừ, tổn thất khó loại trừ. Và loại thứ hai là phế liệu cho phép, tức là lượng vật liệu bị tổn thất trong quá trình thi công do đặc điểm của quá trình sản xuất gây nên. Do đặc điểm của quá trình sản xuất gây nên thì hôm trước cô cũng có ví dụ với các bạn rồi, đúng không ạ? Ví dụ là gì? Ví dụ là nếu như mà anh thợ xây này, anh đến xây đến cái góc tường, đến đúng cái chỗ mà gọi là góc L, cái góc vuông của tường, đúng không ạ? Thế thì góc vuông của tường thì lúc này nó sẽ có giả sử cái vị trí đó không đủ để xây một viên gạch, không đủ để xây một viên gạch, mà người ta sẽ phải chặt gạch ra, giả sử nó chỉ đủ vị trí xây 2/3 viên, và phải chặt đúng gạch 2/3 viên. Nếu mà xây 1/2 tiết kiệm gạch, xây 1/2 viên thì có nghĩa là lượng vữa chúng ta sẽ phải đưa vào sẽ nhiều hơn, và lượng vữa nhiều thì nó có thể làm cho cái góc tường của người ta không chắc, đúng không ạ? Thế nên là theo quy định là xây đúng 2/3 viên thì anh thợ xây này chặt gạch đúng 2/3 viên, như vậy còn 1/3 viên có thể là sẽ bị phải bỏ đi, đó chính là cái loại gọi là phế liệu cho phép, phế liệu cho phép, và nó sẽ được tính vào định mức vật liệu hao hụt khâu thi công. Đấy là do đặc điểm của quá trình sản xuất gây ra, chứ không phải do ý thức của người lao động kém, hay là do tại trình độ tay nghề kém, hoặc là do yếu tố về quản lý. Trình độ tay nghề kém là anh chặt một viên gạch lẽ ra chặt 2/3 để lấy 2/3 viên, nhưng mà chặt một cái vỡ vụn thì là phải bỏ hết viên này có. Đấy là do trình độ tay nghề kém, thì cái đó không được gọi là hao hụt khâu thi công. Yeah. Thì các em phải phân biệt được hao hụt khâu thi công với các cái loại hao hụt khác. Hao hụt vật liệu khâu thi công phải phân biệt với các loại hao hụt khác. Ví dụ hao hụt khâu gia công tại nơi sản xuất, hao hụt khâu gia công vật liệu tại nơi sản xuất. Thế thì như hôm trước cô có ví dụ là giả sử như là người ta gia công bán khuôn, đúng không ạ? Người ta gia công bán khuôn, người ta phải xẻ gỗ. Xẻ gỗ thì sẽ có những cái miếng gỗ mà không đạt tiêu chuẩn để tạo thành bán khuôn. Vậy thì những cái miếng gỗ đó phải bỏ đi hoặc là bán thanh lý đi, đúng không? Thì nó không được tính với lại giá bán gỗ bán khuôn nữa, đúng không? Thế nhưng mà cái phần hao hụt này nó không thể được tính vào hao hụt vật liệu khâu thi công, mà ở đây nó là hao hụt vật liệu ở khâu gia công vật liệu, và nó sẽ được tính vào giá bán vật liệu tại nơi sản xuất. Thế rồi hao hụt vật liệu khâu vận chuyển thì ví dụ trong quá trình vận chuyển vật liệu từ nơi mua về đến công trường xây dựng, về đến kho bãi của công trường xây dựng. Đấy. Thì giả sử như là vận chuyển gạch chẳng hạn bằng xe ô tô từ nơi sản xuất, có thể là các lò gạch hoặc là
các cái đại lý hoặc các nhà máy sản xuất. Người ta đưa về công trường xây dựng thì trong quá trình vận chuyển bằng phương tiện là ô tô, người ta cũng có kê chèn chẳng buộc cẩn thận, nhưng cũng khó tránh khỏi nó có thể bị vỡ một số viên gạch, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà vỡ gạch thì nó làm hao hụt vật liệu đấy, thì đây chính là hao hụt vật liệu khâu vận chuyển và sẽ được tính vào đơn giá vật liệu tại hiện trường xây lắp. Thế còn hạ tiết nữa là cái hao hụt vật liệu khâu bảo quản vật liệu. Hao hụt vật liệu khâu bảo quản thì nó cũng được tính vào đâu? Ở trong quá trình bảo quản vật liệu ở trên công trường, ở kho bãi của công trường xây dựng mà nó có xảy ra một hao hụt vật liệu. Ví dụ cát sỏi, đúng không? Cát sỏi đá chúng ta bảo quản ở kho bãi thì nó cũng sẽ có cái lượng hao hụt. Vậy thì hao hụt ở khâu bảo quản, nhé, thì cũng sẽ được tính vào đơn giá vật liệu, tính đến hiện trường xây lắp hay là tính đến tận chân công trình, tận nơi thi công xây dựng. Vậy chỉ có hao hụt khâu thi công trong quá trình thi công thì mới được tính vào định mức hao hụt vật liệu. Được chưa? Chỉ có hao hụt vật liệu khâu thi công do đặc điểm của quá trình sản xuất gây nên. Đấy. Và nó được tính cho tổn thất vật liệu khó loại trừ và phí liệu cho phép thì mới được tính vào định mức hao hụt vật liệu. Thì cái này các bạn phải nắm kỹ được, không thì các bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa các cái loại hao hụt, cùng là hao hụt nhưng nó sẽ được tính vào các nội dung chi phí khác nhau và cái định lượng khác nhau. Tiếp tục chúng ta sang đến phần hôm nay, nội dung của phần hôm nay. Nội dung của phần hôm nay là phần các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng. Thì các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng này thực ra là chúng ta cũng đã nghiên cứu ngay từ cái phần chương đầu tiên khi mà chúng ta nói đến các phương pháp lập định mức trong xây dựng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói đến các phương pháp lập định mức trong xây dựng, thế thì các phương pháp lập định mức trong xây dựng được sử dụng là những phương pháp nào? Lê Đức Anh. Đã có em ạ. Em nói lại cho cô biết xem là các cái phương pháp lập định mức trong xây dựng em đã học là những phương pháp nào? Em thưa cô là các cái phương pháp là phương pháp hỗn hợp, phương pháp kinh nghiệm, phương pháp chụp ảnh làm việc tại hiện trường, phương pháp bấm giờ. Hết chưa em? Hoàng Anh, Đỗ Nguyễn Hoàng Anh. Hoàng Anh đâu rồi? Vắng à? Em đây ạ. Ừ, em nhận xét giúp cô xem bạn Đức Anh bạn nói đúng chưa? Dạ, bạn trả lời đúng ạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Nam Anh. Có em ạ. Ừ. Nhận xét giúp cô xem bạn trả lời đúng chưa? Không biết bạn vừa nói gì à em? Đấy, các bạn lại không chú ý rồi. Lan Anh nào? Em có. Ừ. Nhận xét giúp cô xem bạn, các bạn trả lời đúng xem. Các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng đúng không ạ? Ừ. Là phương pháp phân tích tính toán hàng quý, phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường, phương pháp thí nghiệm và phương pháp hỗn hợp. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thế thì lúc nãy các bạn Đức Anh ấy, bạn ấy nói em có nghe thì bạn ấy nói không? Em có ạ. Thì em nhận xét giúp cô xem bạn Đức Anh bạn ấy nói gì, có đúng hay không? Có vấn đề gì?
Cái bạn đi nói là phương pháp thu số liệu ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Các em nghe bạn Lan Anh bạn vừa nói đấy, đúng không ạ? Thì có bạn nào bổ sung thêm không nhỉ? Có bạn nào bổ sung thêm không? Gia Bảo này. Dạ em có. Bạn Lan Anh nói các phương pháp lập định mức em có nghe rõ không? Dạ có. Rồi, thì có bổ sung bạn thêm Đức gì đấy. Không? Là thiếu phương pháp thống kê với phương pháp kinh nghiệm chuyên gia. Bạn ấy có nói phương pháp thống kê rồi, bạn có nói phương pháp rồi, phương pháp thống kê kinh nghiệm. Ý em thống kê kinh nghiệm với phương pháp chuyên gia. Rồi. Thì các cái phương pháp lập, cảm ơn các bạn, các cái phương pháp lập định mức mà các em đã học, các phương pháp lập định mức xây dựng các em đã học, đó là phương pháp phân tích tính toán thuần túy, phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường, phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê. Chuyên gia kết hợp với thống kê thì người ta gọi là phương pháp thống kê kinh nghiệm và phương pháp hỗn hợp, đúng không ạ? Đó là các phương pháp lập định mức xây dựng mà các em đã học, các phương pháp lập định mức xây dựng các em đã học. Thế còn bạn Đức Anh lúc nãy bạn đi nói sang cả phương pháp gì nhỉ? Quan sát thu số liệu, đúng không ạ? Các cái phương pháp là phương pháp các em phải phân biệt được rằng là các phương pháp quan sát thu số liệu để lập định mức và các phương pháp lập định mức, đúng không? Còn bạn ấy nói là gì? Các cái phương pháp lúc nãy bạn nói là phương pháp quan sát thu số liệu đấy, chứ không phải là phương pháp lập định mức đâu, đúng không? Lập định mức là chúng ta chỉ học các phương pháp như là bạn Đan Anh và bạn Nhà Đạo vừa nói. Thì hôm nay thì các em sẽ nghiên cứu sang các cái phương pháp lập định mức vật liệu, các định mức vật liệu trong xây dựng. Thì với các phương pháp lập định mức trong vật liệu trong xây dựng thì nó cũng sẽ sử dụng các phương pháp như là các phương pháp lập định mức xây dựng nói chung. Thì ở đây thì sẽ có thêm một phương pháp là phương pháp thí nghiệm thường được dùng đối với các loại vật liệu mới. Thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu lần lượt từng phương pháp phân tích tính toán thuần túy, phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường, phương pháp thí nghiệm và phương pháp hỗn hợp. Thế tuy nhiên là các phương pháp này thì các em đã được học rồi, cho nên là ở đây thì cô sẽ gọi các bạn trả lời nhá. Như vậy chúng ta cô sẽ không phải là dạy lại nữa, mà cô sẽ gọi các bạn để các bạn trả lời một cái câu hỏi về những cái phương pháp này. Thế các bạn cần phải nắm được những cái gì ở phương pháp này? Đó là phải nắm được nội dung của phương pháp này, nội dung của phương pháp, ưu nhược điểm của phương pháp và phạm vi áp dụng của các phương pháp. Được chưa? Để nắm được nội dung phương pháp, nội dung là chỉnh các bước thực hiện như thế nào, ưu nhược điểm của phương pháp là gì và phạm vi áp dụng của phương pháp. Để các bạn cần phải nắm được những vấn đề như vậy. Thế thì các bạn dành ra mấy phút các bạn xem lại cái phần những cái phần này trong các phương pháp mà chúng ta đã học rồi từ chương 1 rồi. Sau đó thì cô sẽ gọi các bạn để các bạn trả lời giúp cô cái vấn đề đấy. Các bạn nghe rõ chưa nhỉ?
về phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Alo, các bạn nghe rõ không nhỉ? Về phương pháp phân tích tính toán thuần túy thì mời bạn Ngọc Ánh, Ngọc Ánh KT5 nói cho cô biết xem là nội dung của phương pháp như thế nào. Ngọc Ánh. Alo, cô nghe rõ em nói không? Cô nghe rõ, em nói đi. Vâng ạ. Nội dung của phương pháp tính toán nãy giờ cô đã yêu cầu các bạn xem lại rồi cơ mà. Thanh Bình trả lời cho cô. Trong cô em chưa tìm được. Chưa tìm được. Thì có ghi không? Có ghi chép không? Hay là không ghi chép gì? Đang tìm trong hôm đấy em có ghi không ạ? Bài bạn canh nào. Có em ạ. Alo ạ. Em nói đi. Theo cô, nội dung phương pháp phân tích tính toán thuần túy là phương pháp lập định mức trên cơ sở các số liệu đã thu thập được hoặc là đã có trong các tài liệu gốc trong quá trình thi công xây dựng ạ. Phương pháp nghiên cứu thì tính ra trị số định mức mà không cần dựa vào điều kiện cụ thể của việc công việc hoặc là điều kiện thực tế diễn ra trong quá trình xây dựng ạ. Em đang trả lời cho nội dung gì? Câu hỏi nội dung phương pháp. Cái nội dung phương pháp thì lúc nãy em vừa mới nói là ở phương pháp này là chỉ dựa vào các cái tài liệu gốc đúng không? Đây là phương pháp thuần túy dựa vào các tài liệu gốc, các cái số liệu đã được đưa ra ở trong các tài liệu gốc mà không người quan sát, không cần chữa người lập định mức, không cần phải ra ngoài hiện trường quan sát thu số liệu mà chỉ dựa vào các cái số liệu đã được ghi chép trong tài liệu gốc. Đấy. Thế còn nội dung, còn trình tự thực hiện của phương pháp là sao? Bước 1, trình tự gồm 3 bước ạ. Bước 1 là nghiên cứu phân tích tài liệu gốc ạ. Bước 2 là thiết kế thành phần cơ cấu, quá trình sản xuất và giai đoạn. Và quyết định các điều kiện tiêu chuẩn ạ. Bước 3 là tính các trị số định mức và trình bày thành tài liệu để sử dụng ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Đấy, nội dung của phương pháp là nó sẽ gồm có 3 bước. Nội dung của phương pháp gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là bước chúng ta phải tập hợp và nghiên cứu các tài liệu gốc. Cái tài liệu gốc ở đây là gì? Tài liệu gốc là gì? Tài liệu gốc là các cái bản vẽ thiết kế, các bản vẽ thiết kế, rồi các tiêu chuẩn, các quy trình, quy phạm kỹ thuật. Đấy, tất cả những cái thông tin về quá trình sản xuất đã được lưu trữ lại. Tức là những tài liệu đã có sẵn. Người ta gọi đó là các tài liệu gốc. Thế thì bước đầu tiên là chúng ta phải tập hợp và nghiên cứu các tài liệu gốc này để chúng ta tìm hiểu về quá trình sản xuất. Về quá trình sản xuất mà chúng ta cần phải lập định mức. Tìm hiểu xem cái công nghệ thi công của nó là gì. Đúng không? Rồi tìm hiểu các cái thông tin về các loại vật liệu, quy trình, quy phạm kỹ thuật, v.v. Đấy là tập hợp và nghiên cứu tài liệu gốc. Bước tiếp theo là bước mà chúng ta sẽ phải thiết kế điều kiện tiêu chuẩn và quy định. Đây gọi bạn ấy vừa nói, bạn ấy nói là quy định chứ không phải quyết định, quy định các cái điều kiện tiêu chuẩn. Và bước tiếp theo là bước chúng ta sẽ phải chia quá trình sản xuất ra thành các phần tử. Ý nghĩa của nó là chia quá trình sản xuất ra thành các phần tử để mà chúng ta nghiên cứu. Và chúng ta sẽ phải thiết kế điều kiện tiêu chuẩn cho cái trị số định mức sẽ tính. Được chưa? Thế thì trong cái phần thiết kế điều kiện tiêu chuẩn này là chúng ta sẽ phải xác định được đơn vị tính của định mức vật liệu là gì. Đơn vị tính của định mức vật liệu là gì? Ví dụ như là chúng ta tính cho 1 mét khối xây, đúng không ạ? Tính định mức vật liệu cho 1 mét khối xây. Thế thì vậy đơn vị của quá trình sản xuất ở đây là mét khối xây. Thế còn lượng hao phí về gạch thì người ta sẽ phải tính theo, đơn vị phải tính theo
viên gạch, đúng không ạ? Tiếp nữa là lượng hao phí về bữa hay là định mức về bữa đấy, thì người ta sẽ phải tính theo mét khối bữa, được chưa? Sẽ xác định được đơn vị tính hợp lý và thông dụng. Đấy. Thế thì cái việc mà xác định được đơn vị tính này nó cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ quan trọng. Đấy. Tiếp theo là đặc điểm của quá trình sản xuất, nghiên cứu đặc điểm, tìm hiểu đặc điểm của quá trình sản xuất, rồi quy định về vật liệu, những quy định cụ thể chi tiết vật liệu phải đạt những yêu cầu như thế nào. Ví dụ gạch chỉ đặc theo đúng tiêu chuẩn chẳng hạn như thế, thì có nghĩa là đây là gạch chỉ đặc rồi, không phải là gạch lỗ, đúng không? Rồi theo đúng quy định hay là theo đúng tiêu chuẩn là như thế nào, là kích thước viên gạch là phải đồng đều, màu sắc đồng đều, đúng không ạ? Kích thước đồng đều là phải đúng kích thước là 60 x 105 x 220 chẳng hạn. Điều kiện gia công thi công của vật liệu, từ thiết bị máy móc công nghệ, rồi hiện trường để sản xuất, tất cả những cái yếu tố này nó đều nằm trong điều kiện tiêu chuẩn. Đấy. Ví dụ như là bữa được trộn tại hiện trường chẳng hạn, đúng không ạ? Bữa thì được trộn tại hiện trường, rồi vận chuyển đến bằng máy trộn này, rồi vận chuyển đến vị trí thi công, vị trí xây tường đấy ạ, bằng các cái phương tiện là phương tiện thô sơ, ví dụ như là bằng xe rùa chẳng hạn, hay là bằng xô xách đến chẳng hạn. Thì đấy là những cái điều kiện tiêu chuẩn mà chúng ta sẽ phải quy định cho cái định mức của mình tính ra. Sang đến bước thứ ba là bước tính trị số định mức vật liệu. Tính trị số định mức vật liệu thì các bạn sẽ sử dụng các cái công thức ở trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa thì cái phần này trong sách giáo trình đã thể hiện trình bày rồi, để các em xem các cái xem lại nội dung trong sách giáo khoa. Đây các bạn nhìn thấy cái quyển giáo trình định mức chưa ạ? Quyển giáo trình định mức này mà cô đã hướng dẫn với các bạn từ đầu học kỳ đấy ạ. Từ đầu học kỳ. Thì cái quyển giáo trình định mức này cô đã đưa lên trên CMS rồi. Nên các bạn tải xuống để các bạn xem. Đấy. Toàn bộ phần là định mức đây các em nhìn thấy đấy ạ. Thế thì công thức để chúng ta tính được định mức vật liệu là chúng ta sẽ sử dụng cái công thức 6.3 và 6.4 này. 6.3 và 6.4 thì đây đều là cái công thức tính định mức vật liệu toàn phần. Và định mức vật liệu toàn phần công thức 6.3 là được tính định mức vật liệu toàn phần, được tính dựa vào định mức cấu thành và định mức vật liệu hao hụt khâu thi công. Nhưng vật liệu hao hụt khâu thi công ở đây là được tính trên tỷ lệ phần trăm của định mức toàn phần. Thế còn công thức 6.4 thì cũng là một công thức tính định mức vật liệu toàn phần. Nhưng cái công thức này thì nó sẽ dựa trên định mức cấu thành và tỷ lệ vật liệu hao hụt khâu thi công dựa vào định mức cấu thành. Được chưa? Dựa vào định mức cấu thành. Thì cái H1 em chỉ lưu ý ký hiệu H1 và H2 trong hai công thức này nó khác nhau. H1 và H2 trong hai công thức này khác nhau. H1 công thức 6.3 là nó dựa vào định mức vật liệu toàn phần, còn H2 là nó là tỷ lệ hao hụt dựa trên định mức cấu thành. Và các bạn, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích tính toán thuần túy đấy ạ. Phương pháp phân tích tính toán thuần túy, nội dung của phương pháp gồm có các bước thực hiện này, các bước thực hiện này. Thì các bạn sẽ đọc ở trong sách để mà chúng ta rõ thêm nhé. Đọc trong sách để rõ thêm. Thì tiếp đến là vì ưu nhược điểm của phương pháp. Thì ưu nhược điểm của phương pháp phân tích tính toán thuần túy, thì cái này thì chúng ta đã học ở trong cái phần chương 1 rồi. Đấy. Ưu nhược điểm của phương pháp phân tích tính toán, mời bạn Dung. Dạ em có. Nói lại cô về ưu nhược điểm của phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Dạ, ưu nhược điểm là ưu điểm là cho kết quả nhanh, tốn ít thời gian lập định mức,
không gây vất vả cho người làm định mức, được sử dụng để tính định mức cấu thành sản phẩm. Còn nhược điểm là sử dụng phương pháp này để tính định mức hao hụt vật liệu là không xác thực, do không kể đến việc thực tế khi thi công tác động đến, tác động lên quá trình sản xuất ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Thế thì ưu điểm và nhược điểm như lúc nãy bạn, như bạn Dung bạn vừa nói đấy, thì phương pháp này chắc chắn là sẽ cho chúng ta một cái kết quả tính toán rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Cho chúng ta một kết quả tính toán nhanh chóng và ít tốn công sức nếu như so sánh với các phương pháp khác. Đấy, so sánh với các phương pháp khác thì chúng ta thấy rằng phương pháp này thì nó chỉ dựa vào các cái số liệu mà nó đã có trong các cái tài liệu gốc, tức là những cái tài liệu trước đây, những tài liệu đã có rồi, để mà người ta tính toán, chỉ việc ngồi ở, có thể ngồi ở trong phòng, đúng không, để tính toán ra được cái chỉ số định mức này. Cho nên đây là một phương pháp mà cho kết quả rất là nhanh chóng và tốn ít công sức. Thế còn nó sẽ, chính vì vậy, chính vì nó không ra ngoài hiện trường để quan sát thu số liệu. Bởi vì nó không ra ngoài hiện trường để quan sát thu số liệu, thế cho nên chính vì vậy mà hiểu sao? Cái phương pháp này nếu như sử dụng để mà tính định mức hao hụt khâu thi công, để tính định mức vật liệu hao hụt khâu thi công, thì nó sẽ không được xác thực, đúng không ạ? Bởi vì người ta không ra ngoài hiện trường, người ta không biết được rằng cái lượng hao hụt thực tế nó là bao nhiêu, mà chỉ dựa trên các cái con số đã có sẵn để tính toán thôi. Đồng thời rằng là cái phương pháp này nó cũng không phản ánh được cái điều kiện thực tế khi thi công ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Để không biết rằng ngày hôm nay, tuy rằng là chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái số liệu, các cái thông tin ở trong các tài liệu gốc thì nó là như thế này, nhưng chúng ta không biết rằng quá trình thực tế này nó chịu ảnh hưởng bởi các cái điều kiện thời tiết, mưa, nắng, đúng không ạ? Thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ ngày mưa thì chắc chắn là làm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là không làm được việc. Hoặc là những ngày nắng thì có thể là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, đúng không? Ví dụ như cái thông tin người ta ghi chép là một ngày rất là đẹp trời, gió mát, nắng nhẹ thôi, nhưng mà thực tế quá trình sản xuất thì nó lại ngày nắng gay gắt, nên dẫn đến là nếu như chỉ dựa vào các thông tin ở các tài liệu này thì nó sẽ không xét đến các điều kiện thực tế ảnh hưởng đến quá trình thi công. Cho nên cái chỉ số định mức tính toán ra nó có thể không phản ánh chính xác quá trình thi công. Nó có thể không phản ánh chính xác quá trình thi công, đúng chưa? Thế đồng thời rằng là những cái số liệu mà chúng ta sử dụng trong các cái tài liệu gốc, nó có thể là những cái số liệu đã cũ, nó có thể là những số liệu đã cũ, nó đã cũ, đã lỗi thời rồi, thì bây giờ nó không còn phù hợp với quá trình sản xuất ở ngoài công trường kia nữa. Cho nên là bản thân những cái số liệu đấy nó đã tiềm ẩn những cái sự không chính xác rồi, nên chúng ta khi chúng ta tính ra chỉ số định mức nó sẽ không chính xác, đúng không ạ? Và phạm vi áp dụng của phương pháp này thì như lúc nãy chúng ta vừa mới phân tích rằng là vì cái phương pháp này nó áp dụng để mà tính định mức vật liệu hao hụt khâu thi công là nó không chính xác rồi, cho nên cái phương pháp này nó sẽ thường được sử dụng hay là nó phù hợp để mà sử dụng tính định mức vật liệu cấu thành sản phẩm. Nó phù hợp để tính định mức vật liệu cấu thành sản phẩm. Bởi vì là định mức cấu thành, như lúc nãy chúng ta nói rằng là nó định mức cấu thành hay còn gọi là khối lượng gốc, đúng không ạ? Tức là nó có thể dựa vào bản vẽ thiết kế để mà người ta tính toán ra được, đúng không ạ? Dựa vào bản vẽ thiết kế để tính toán ra được. Dựa vào các kích thước trong bản vẽ và các chỉ dẫn trong thiết kế để có thể xác định được chính xác khối lượng gốc. Thì đó chính là định mức vật liệu cấu thành. Nên là phương pháp này có thể phù hợp để xác định định mức cấu thành, đúng không? Và nhất là những cái loại vật liệu mà vật liệu ở dạng cấu kiện bán thành phẩm. Ví dụ như các tấm panel chẳng hạn, hoặc là cọc bê tông cốt thép chẳng hạn, hoặc là ống cống cột điện chẳng hạn. Đấy là các loại vật liệu bán thành phẩm, đúng không? Cấu kiện bán thành phẩm. Thì cái lượng hao hụt vật liệu khâu thi công, nó rất ít, nó rất nhỏ. Thế cho nên là người ta cũng có thể sử dụng cái phương pháp phân tích tính toán thuần túy này để mà tính định mức vật liệu
cho những loại vật liệu ở dạng kết cấu bán thành phẩm, được chưa? Có lượng vật liệu hao hụt khâu thi công là nhỏ. Hệ phạm vi áp dụng thì nó có thể được sử dụng để tính định mức cấu thành của vật liệu. Thứ hai là được sử dụng để tính các loại định mức toàn phần, nhưng mà cho những cái dạng vật liệu ở dạng cấu kiện bán thành phẩm. Đấy là nói về phương pháp phân tích tính toán thuần túy. Thế còn phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường, chúng ta sang phần tiếp theo, phương pháp thứ hai đó là phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường. Thì phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường này thì các bạn khi mà chúng ta nói về phần chương 1 cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Thì phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường là phương pháp mà người lập định mức phải trực tiếp có mặt tại hiện trường. Người lập định mức phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để quan sát thu số liệu, rồi sau đó để xử lý các số liệu này và tính toán chỉ số định mức. Thì đồ án định mức mà các em làm đấy, đồ án định mức các em đang làm chính là sử dụng phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường để lập định mức. Phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường là phương pháp lập định mức. Thì các bạn phải phân biệt được, đừng nhầm với các phương pháp thu số liệu, đúng không ạ? Thế thì ở cái phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường này thì người đi thu số liệu, người ta phải đi thu số liệu, người ta phải ra tận hiện trường quan sát thu số liệu. Sau đó thì xử lý số liệu rồi mới tính toán chỉ số định mức. Các bạn thấy giống đúng như là trình tự chúng ta làm đồ án, đúng không ạ? Thu số liệu này, thực hiện thu số liệu bằng các phương pháp thu số liệu. Số liệu được ghi trên các tờ phiếu đặc tính và trên các tờ phiếu quan sát. Sau đó thì về xử lý các số liệu, qua các bước, qua các nội dung sự chỉnh lý số liệu. Đúng không ạ? Rồi mới lựa chọn được những cái con số phù hợp để đưa vào tính chỉ số định mức. Chính vì cái phương pháp này là cái phương pháp mà phải ra tận hiện trường quan sát thu số liệu, cho nên là nó sẽ có khả năng xác định được cả cái hao phí vật liệu cấu thành, hay người ta còn gọi là khối lượng gốc, và nó sẽ xác định được cả hao hụt vật liệu khâu thi công, Thì nội dung của phương pháp, quan sát thực tế tại hiện trường. Thì bạn nào còn nhớ nội dung của phương pháp này gồm có mấy bước nhỉ? Nào, bạn nào còn nhớ mấy bước? 5 bước. Rồi, gồm có 5 bước đúng không ạ? Mời bạn Mai Hoa. Em thưa cô, gồm 5 bước. Bước 1, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành quan sát thu số liệu. Bước 2, quan sát thực tế để thu thập số liệu. Bước 3, xử lý số liệu thu được theo phương pháp phù hợp. Bước 4, tính trị số định mức và trình bày thành tài liệu để áp dụng. Bước 5, áp dụng thử, theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh, ban hành định mức trong phạm vi được phép ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hoa. Đấy, như bạn Hoa đã trả lời rất là rõ ràng cái trình tự thực hiện của phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường, đúng không ạ? Thế thì phương pháp này nó gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị tất cả các cái điều kiện để mà đi quan sát thực tế tại hiện trường. Thế thì chuẩn bị ở đây thì nó sẽ có những cái vấn đề như thế này. Chuẩn bị là chúng ta sẽ phải chuẩn bị về, thứ nhất là về con người đi quan sát thu số liệu. Thứ hai là chúng ta sẽ phải lựa chọn các quá trình quan sát, các cái quá trình nào mà được quan sát để thu số liệu, đúng không ạ? Tức là đối tượng, lựa chọn cái đối tượng để quan sát, rồi lựa chọn cái hiện trường để quan sát. Đấy. Thì ở đây bước một có nghĩa chọn các đối tượng để quan sát, hay là chuẩn bị các điều kiện để quan sát, để chuẩn bị các cái điều kiện để mà quan sát thu số liệu đấy. Thì nó sẽ bao gồm chọn các đối tượng để quan sát, nó sẽ bao gồm thứ nhất là chọn các quá trình sản xuất để mà đi quan sát thu số liệu, đúng không? Chọn quá trình sản xuất và những loại vật liệu mang tính chất đại diện để quan sát thu số liệu.
Bởi vì các em biết rằng là phương pháp quan sát thực tế tại hiện trường này cực kỳ tốn nhiều công sức, phải ra ngoài hiện trường quan sát, trời mưa thì cũng vẫn phải quan sát, trời nắng vẫn phải quan sát, và ra ngoài hiện trường quan sát thì sẽ thấy rất là mệt mỏi, đúng không? Chúng ta là không phải là những người lao động ở trên công trường thường xuyên, thì ví dụ những người công nhân xây dựng họ làm việc trên công trường thường xuyên. Đấy, thì họ đã quen với cái môi trường làm việc như vậy rồi. Nhưng chúng ta không phải là những người lao động trên công trường thường xuyên, thì cái việc đi ra ngoài công trường để quan sát là thấy rằng rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Rất là mệt mỏi. Thế cho nên là cái phương pháp này nó tốn nhiều công sức, rất nhiều công sức. Nên là không thể tiến hành quan sát mọi quá trình sản xuất được và thu số liệu mọi loại vật liệu được, mà người ta sẽ phải chọn cái quá trình sản xuất và các loại vật liệu mang tính chất đại diện để mà quan sát số liệu. Tiếp theo là chọn người lao động. Để chọn người lao động tức là chọn cái tổ đội công nhân thực hiện cái công việc đó để mà đi quan sát thu số liệu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn các đối tượng như thế nào? Các cái đối tượng người lao động ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không thu các cái tổ công nhân mà có cái thường xuyên là đạt quá năng, vượt quá năng suất lao động, đúng không ạ? Tức là luôn luôn làm việc với thành tích rất tốt, năng suất vượt quá là năng suất trung bình yêu cầu. Hoặc là cũng không chọn những cái đối tượng mà thường xuyên không đạt năng suất theo yêu cầu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải chọn những cái tổ đội công nhân hay là những người lao động có cái mức năng suất lao động ở mức trung bình tiên tiến. Tức là những người này có trình độ tay nghề. Những người có trình độ tay nghề phải phù hợp với cấp bậc công việc. Chúng ta nói về biên chế tổ đội công nhân thì chúng ta biết rồi. Trình độ tay nghề của người công nhân hay người thợ phải phù hợp với cấp bậc công việc. Đó là cái nguyên tắc để mà chúng ta khi biên chế tổ đội công nhân, đúng không? Rồi đạt năng suất lao động yêu cầu thì như lúc nãy cô nói đấy, đạt năng suất lao động theo yêu cầu, năng suất lao động ở mức trung bình tiên tiến, không chọn những tổ công nhân thường xuyên không đạt năng suất và cũng không chọn những cái tổ công nhân mà thường xuyên vượt quá năng suất. Rồi ý thức lao động tốt là không bị vi phạm kỷ luật nhiều. Hiện trường để quan sát. Hiện trường để quan sát là cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta muốn đi quan sát thực tế được tại hiện trường được thì chúng ta phải có hiện trường để quan sát. Ta phải có các công trường xây dựng để quan sát, đúng không ạ? Thế nên cái việc tìm kiếm công trường để quan sát nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Không phải là chúng ta thích vào công trường nào quan sát thì vào, đúng không? Trước hết là phải chọn các công trường nó đang thực hiện đúng cái công việc mà chúng ta cần quan sát, thực hiện đúng quá trình sản xuất chúng ta cần. Sau đó thì cái công trường này nó phải dễ quan sát, dễ theo dõi để chúng ta có thể mà theo dõi được từng loại vật liệu đấy, cho từng hạng mục và vào các cái công việc gì để thuận lợi cho việc quan sát của chúng ta. Đấy là ở bước thứ nhất, tức là chuẩn bị các cái công việc trước khi tiến hành quan sát hay là chọn các đối tượng để quan sát. Sang đến bước thứ hai. Bước thứ hai là tiến hành quan sát thực tế tại hiện trường. Bước hai, trình tự tiến hành quan sát thực tế tại hiện trường. Thế thì để quan sát thực tế tại hiện trường được thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị các cái biểu mẫu, đúng không ạ? Các cái biểu mẫu để mà ghi chép như là chúng ta đã biết đó là các cái phiếu đặc tính và các phiếu quan sát. Các phiếu đặc tính và phiếu quan sát phải được chuẩn bị trước để mà khi quan sát thì sẽ ghi chép số liệu vào. Để có ghi tên công trình trên các phiếu đặc tính và phiếu quan sát nhé. Để có tên công trình, có hạng mục công trình được lựa chọn để quan sát. Rồi các loại vật liệu cần được quan sát để lập định mức. Đấy. Rồi số lượng người lao động ngày quan sát, lần quan sát, các em thấy như là các cái thông tin mang tính chất thủ tục ở trên các tờ phiếu đặc tính và các tờ phiếu quan sát đấy chúng ta. Rồi chúng ta phải nghiên cứu trước các cái tài liệu, thì các cái tài liệu là nói về quá trình sản xuất này, các cái bản vẽ kiến trúc kết cấu, rồi các cái yêu cầu kỹ thuật, quy trình vi phạm và các cái biện pháp tổ chức thi công. Để mà chúng ta biết và chúng ta có thể là chúng ta tìm hiểu thật kỹ về cái quá trình sản xuất trước khi đi quan sát. Sau đó thì thống kê danh mục các quá trình xây lắp và các
biến loại của chúng. Ví dụ như là công tác xây tường, thì công tác xây tường ở đây chúng ta đang cần đi quan sát để xây tường thẳng vạch chỉ đạt tiêu chuẩn. Thì tường này, tường dày 220 hay tường dày 110 hay tường dày 330, thậm chí có tường 60, đúng không ạ? Có tường 60. Thì tường 60, tường 80, tường 110 thì người ta sẽ nhóm lại thành một nhóm là tường có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 110. Thế còn tường 220, tường 330, đúng không? Thì các em biết là trong định mức người ta sẽ nhóm lại thành tường có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 330. Đấy. Và tường lớn hơn 330 hoặc là các cái loại kết cấu mà người ta gọi là xây dựng các kết cấu đặc biệt đấy ạ, đúng không ạ? Có kết cấu có độ phức tạp. Rồi các loại vật liệu sẽ được quan sát thu số liệu để lập định mức mới, và chúng ta cần phải xác định xem là chúng ta phải thu được những số liệu gì khi đi quan sát thực tế, khi mà tiến hành quan sát thực tế tại hiện trường thì phải thu được những số liệu gì. Thế thì những số liệu đó, năm loại số liệu này bắt buộc cần phải thu được khi quan sát thực tế tại hiện trường. Đây các em nhìn này, thu số liệu đấy. Năm loại số liệu cần phải thu khi quan sát thực tế tại hiện trường. Thứ nhất là số lượng vật liệu xuất dùng trong từng lần quan sát. Số lượng vật liệu xuất dùng trong từng lần quan sát thì ở đây có ký hiệu là VLXI, vật liệu xuất dùng VLXI. Vật liệu xuất dùng ở lần quan sát thứ Y này nó là ký hiệu của lần quan sát. Chúng ta cần quan sát bao nhiêu lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó. Thì Y tương ứng. Số liệu thứ hai cần phải thu được là số lượng vật liệu còn lại sau khi xong công việc hoặc là kết thúc công việc. Số lượng vật liệu còn lại sau khi xong công việc kết thúc việc quan sát. Thế thì số lượng vật liệu còn lại thì sẽ ký hiệu là VLCI. VLCI. Yeah. VLCI là số lượng vật liệu còn lại ở lần quan sát thứ Y. Số liệu thứ ba cần phải thu được đó là số lượng vật liệu hao hụt khâu thi công. Số lượng vật liệu hao hụt khâu thi công khó loại trừ. Số lượng vật liệu hao hụt khâu thi công khó loại trừ được tính vào định mức ở từng lần quan sát thứ Y. Số lượng vật liệu hao hụt khâu thi công khó loại trừ được tính vào định mức ở lần quan sát thứ Y. Ký hiệu là VLHI. Đây chính là gì ạ? Đây chính là lượng vật liệu sẽ được tính vào định mức hao hụt vật liệu khâu thi công đây này. Đấy, là số lượng vật liệu hao hụt khâu thi công khó loại trừ. Đúng không ạ? Được tính vào định mức ở lần quan sát thứ Y. Ký hiệu là VLHI. Tiếp theo số liệu thứ tư cần phải ghi chép lại đó là số lượng vật liệu hao hụt do thi công không đúng quy trình, vi phạm kỹ thuật. Số lượng vật liệu hao hụt do thi công không đúng quy trình, vi phạm kỹ thuật. Thế thì nó sẽ ký hiệu là VLHLI. VLHLI. Tức là những cái loại vật liệu này là vật liệu mà sẽ bị loại ra, không được tính vào định mức. Thì chúng ta cũng sẽ phải biết được rằng là những cái loại vật liệu bị hao hụt không được tính vào định mức, đúng không ạ? Là bao nhiêu để mà chúng ta trừ đi. Đây là các loại vật liệu hao hụt do thi công không đúng quy trình, vi phạm kỹ thuật. Số liệu thứ năm thu được đó là số lượng sản phẩm làm ra trong từng lần quan sát. Số lượng sản phẩm làm ra trong từng lần quan sát. Cái số liệu này cực kỳ quan trọng
Đấy, khi các bạn tính định mức trong đồ án định mức các em biết rồi đấy, có cái cột số lượng sản phẩm thu được đúng không? Trong từng lần quan sát. Thì đây số lượng sản phẩm làm ra trong từng lần quan sát, ký hiệu là SI này cực kỳ quan trọng. Nếu không có cái số lượng sản phẩm làm ra này thì chúng ta không thể nào mà tính được định mức đúng không ạ? Thế định mức vật liệu ở đây sẽ là gì? Định mức vật liệu ở đây thì nó sẽ là lượng vật liệu cần hao phí để tạo ra được một đơn vị sản phẩm. Vậy thì chúng ta không biết được cái số lượng sản phẩm hoàn thành, số lượng đơn vị sản phẩm hoàn thành được làm ra trong từng lần quan sát, thì làm sao mà tính được lượng hao phí vật liệu để tạo, để hoàn thành nó, đúng không ạ? Như vậy đây là năm số liệu cần phải bắt buộc phải thu thập được khi quan sát thực tế tại hiện trường. Vật liệu, số lượng vật liệu xuất dùng này, số liệu vật liệu còn lại này, số lượng vật liệu hao hụt không thi công được phép tính vào định mức này, và số lượng vật liệu hao hụt không thi công mà không được phép tính vào định mức này, tức là vật liệu hao hụt do sai quy trình, vi phạm kỹ thuật, và số lượng sản phẩm làm ra. Thế, đó là năm loại số liệu mà các em cần phải thu được khi quan sát thực tế tại hiện trường. Tiếp đến sang đến bước thứ ba. Bước thứ ba cũng là một bước rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ở đây là chúng ta, chính là cái bước mà chúng ta sẽ phải xử lý cái số liệu đi thu thập được, xử lý số liệu thu thập được. Ở bước thứ hai là chúng ta đã thu thập được số liệu rồi, đúng không ạ? Thu thập được 5 cái loại số liệu rồi. Thế sang bước thứ ba này là bước chúng ta sẽ xử lý các cái số liệu đó để xem các số liệu như thế nào, có đáng độ, có đủ độ tin cậy hay không này. Bước thứ ba là bước kiểm tra chất lượng các số liệu đã thu được thông qua hệ số phân tán KP. Bước 3. Kiểm tra chất lượng các số liệu đã thu được thông qua hệ số phân tán KP. Bước 3. Kiểm tra chất lượng các số liệu đã thu được thông qua hệ số phân tán KP. Thế thì cái việc mà kiểm tra chất lượng số liệu đã thu được thông qua hệ số phân tán, hệ số phân tán ở đây ký hiệu là KP, là hệ số phân tán, thì cái việc kiểm tra chất lượng số liệu thu được này thực chất nó là việc kiểm tra số lần quan sát đã đủ hay chưa. Thì kiểm tra số lần quan sát thì chúng ta cũng đã làm quen rồi đúng không, với cái việc là kiểm tra số lần quan sát, phương pháp thu số liệu, phương pháp chụp ảnh ngày làm việc cũng đã biết rồi. Thế nhưng mà đối với các số liệu thu thập được để lập định mức vật liệu, với các số liệu thu thập được để lập định mức vật liệu thì cần, thì lại có cái cách kiểm tra số lần quan sát như thế nào. Thì các em lưu ý rằng là đối với số lần quan sát thu số liệu để lập định mức vật liệu thì tối thiểu sẽ phải là 5 lần quan sát. Tối thiểu là 5 lần quan sát, được chưa? Số lần quan sát để thu số liệu lập định mức vật liệu tối thiểu là 5 lần quan sát. Vậy thì việc kiểm tra chất lượng số liệu thu được này ở đây chính là kiểm tra xem số lần quan sát đã đủ hay chưa. Thế như thế nào là đủ? Số lần quan sát như thế nào là đủ? Vậy đủ, số lần quan sát là đủ, có nghĩa là các cái số liệu thu được phải đảm bảo chất lượng, đúng không ạ? Khi mà các số liệu thu được đảm bảo chất lượng để tính toán thì có nghĩa là số lần quan sát là đủ. Và số liệu thu được đảm bảo chất lượng để tính toán thì nó lại thể hiện vào cái hệ số KP, hệ số phân tán, hệ số phân tán. Nếu như khi chúng ta tính ra được cái hệ số phân tán KP của dãy số thu số liệu lập định mức vật liệu đấy, thì KP, nếu như trong trường hợp KP nhỏ hơn bằng KP cho phép, KP nhỏ hơn bằng KP cho phép, thì lúc này chất lượng của số liệu thu được đảm bảo yêu cầu. Chất lượng của số liệu thu được đảm bảo yêu cầu. Và các em thấy rằng là có ở trong sách giáo trình của các em, có cái bảng KP, là bảng hệ số phân tán này. Thì hệ số phân tán này nó sẽ phụ thuộc vào từng nhóm vật liệu,
tất cả các loại vật liệu người ta chia ra làm 4 nhóm, tất cả các loại chia ra làm 4 nhóm phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại vật liệu để người ta xếp nó vào nhóm 1 hay 2 hay 3 hay là nhóm 4. Và trong cái bảng này thì người ta cũng cho biết số lần quan sát cần và đủ đối với từng nhóm vật liệu. Ví dụ bảng ở trong sách giáo trình thì cô đưa ra đây là cái bảng hệ số phân tán, bảng hệ số phân tán của dãy số hao phí vật liệu KP. Thì hệ số phân tán KP trong ngoặc vuông, KP ở trong ngoặc vuông, người ta gọi là hệ số phân tán cho phép, hệ số phân tán cho phép của dãy số hao phí vật liệu VI. Là cột đầu tiên, các bạn nhìn thấy trong cái cột đầu tiên ấy, thì sẽ thấy. Tiếp theo là cái cột tiếp theo là cột các cái nhóm vật liệu theo đặc điểm của vật liệu. Theo đặc điểm của vật liệu, người ta chia vật liệu ra thành 4 nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Và tiếp theo số lần quan sát cần thiết. Số lần quan sát cần thiết vẫn ký hiệu là N. Nếu như nhóm số 1 mà quan sát 5 lần, nhóm số 1 quan sát 5 lần, thì chúng ta phải tính ra hệ số KP. Và KP nó nhỏ hơn 1,01. KP nhỏ hơn 1,01. Tức là KP cho phép là 1,01, đúng không ạ? Thế thì KP mà chúng ta tính ra được nó nhỏ hơn hoặc bằng KP cho phép, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 1,01, thì có nghĩa là cái dãy số của chúng ta thu được nó đã đạt yêu cầu, đạt chất lượng để đưa vào tính định mức. Thế còn ví dụ như là nếu như chúng ta thực hiện 8 lần quan sát, căn cứ vào số lần quan sát của từng nhóm vật liệu, căn cứ vào số lần quan sát của từng nhóm vật liệu để chúng ta xác định được hệ số phân tán cho phép. Để xác định được hệ số phân tán cho phép thì ví dụ như là KP mà bằng 8, số lần quan sát là 8, thế thì cái KP cho phép nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 1,02. Thì tương tự như vậy đối với các nhóm vật liệu khác 2, 3, 4, tùy là chúng ta có nhóm nào. Vậy thì đầu tiên có một loại vật liệu, chúng ta sẽ phải xác định xem nó thuộc nhóm nào, đúng không ạ? Số lần quan sát là bao nhiêu, thực hiện bao nhiêu lần quan sát để mà tìm được KP, để tìm được KP, KP cho phép, tìm được KP cho phép. Việc thực hiện việc kiểm tra, số lần quan sát để mà kiểm tra chất lượng của dãy số hao phí vật liệu như thế nào, thì trình tự thực hiện là ban đầu chúng ta cứ thực hiện một số lần quan sát, do người quan sát tự chọn. Những người quan sát tự chọn này có thể theo kinh nghiệm, của bản thân người đi thu số liệu, hoặc là có thể dựa vào trong bảng 6.2. Ví dụ như là cô đi cần phải đi quan sát lượng hao phí về gạch, đúng không ạ? Để chúng ta tính định mức gạch, định mức hao phí về gạch cho công tác xây tường. Thế thì cô thấy rằng là gạch thuộc nhóm 1. Gạch là thuộc nhóm 1, được chưa? Gạch thuộc nhóm 1, vậy nếu như mà theo kinh nghiệm của cô có thể quan sát 5 lần, ví dụ quen, đó là những người có kinh nghiệm về công tác định mức rồi, thì người ta biết rằng là với vật liệu gạch thuộc nhóm 1 thì quan sát 5 lần chẳng hạn. Để quan sát 5 lần thì sẽ xác định được cái KP cho phép là 1,01. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể dựa vào bảng 6.2 này. Chúng ta thấy gạch là thuộc nhóm 1. Gạch thuộc nhóm 1 thì bây giờ phải quan sát 5 lần, hoặc không thì sẽ 8 lần, hoặc không thì 13 lần. Đúng không ạ? Vậy ban đầu chúng ta cứ đưa ra một số lần quan sát nào đó, dựa theo kinh nghiệm hoặc dựa theo số liệu ở trong cái bảng 6.2 này. Sau đó sang đến bước tiếp theo này. Thì sau đó, sau khi mà có cái số liệu thu được, số liệu thu được ở đây nó sẽ là một dãy số VI, ký hiệu là VI, VI bằng từ 1 đến N. Dãy số VI, VI bằng từ 1 đến N. Là hao phí vật liệu cấu thành sản phẩm. Được tính cho một đơn vị tính, tức là cho một đơn vị sản phẩm đấy. Thì lúc này người ta có thể tính được KP. KP bằng Vmax trên Vmin.
KP sẽ bằng Vmax chia cho Vmin. Trong đó Vmax và Vmin, Vmax và Vmin là hao phí vật liệu cấu thành lớn nhất và nhỏ nhất để tạo thành một đơn vị sản phẩm. Vmax và Vmin là hao phí vật liệu cấu thành lớn nhất và nhỏ nhất để tạo thành một đơn vị sản phẩm. Được chưa? Như vậy từ cái việc thu được dãy số VI thì người ta sẽ xác định được hệ số phân tán KP. Sau khi xác định được hệ số phân tán KP rồi thì lại đi so sánh, đúng không ạ? Tiếp theo là so sánh hệ số phân tán KP vừa xác định. So sánh hệ số phân tán KP vừa xác định với hệ số phân tán KP theo tiêu chuẩn hay là hệ số phân tán KP cho phép. So sánh hệ số phân tán KP vừa xác định với hệ số phân tán KP cho phép. Được chưa nhỉ? Nếu như KP mà nhỏ hơn hoặc bằng KP cho phép, KP nhỏ hơn bằng KP cho phép, thì số lần quan sát là đủ. Có nghĩa là chất lượng của các số liệu thu được này đảm bảo độ tin cậy để đưa vào tính định mức, đúng không ạ? Và lúc này người ta sẽ sử dụng các số liệu thực tế thu được này để tính định mức vật liệu. Sử dụng các số liệu thực tế thu được để tính định mức vật liệu. Thế còn nếu như KP mà lớn hơn KP cho phép, KP lại lớn hơn KP cho phép, thì có nghĩa là số lần quan sát là chưa đủ, đúng không ạ? Bởi vì là chất lượng số liệu thu được ở đây là không đạt độ tin cậy, không đạt tiêu chuẩn, cho nên là số lần quan sát là chưa đủ. Thế số lần quan sát là chưa đủ thì chúng ta sẽ phải tiến hành quan sát thêm, đúng không ạ? Nhưng ở đây không phải là quan sát thêm một lần nữa, mà có thể quan sát thêm một số lần, quan sát thêm một số lần nữa. Một số lần nữa, quan sát thêm một số lần nữa thì số lần quan sát là bao nhiêu, nó sẽ phụ thuộc vào loại vật liệu cần quan sát. Quan sát thêm một số lần nữa tùy thuộc vào loại vật liệu cần quan sát theo bảng 6.2 đấy. Ví dụ như thế này, em nhìn ở đây, giả sử gạch là vật liệu nhóm 1, đúng không ạ? Gạch là vật liệu nhóm 1 thì ban đầu cô quan sát 5 lần. Sau đó cô kiểm tra, cô thấy ví dụ như là KP, độ phân tán của nó là bằng 1,1 chẳng hạn. Ví dụ nó là 1,1. Thế thì nó lớn hơn KP cho phép, đúng không ạ? Lớn hơn KP cho phép có nghĩa là chất lượng số liệu của cô không đảm bảo độ tin cậy để đưa vào tính định mức. Nên cô phải tiến hành quan sát bổ sung thêm một số lần nữa. Vậy một số lần nữa là bao nhiêu lần? Thì cô xem ở trong cái bảng 6.2 này. Cô thấy là tiếp theo là nó sẽ là 8 lần quan sát, đúng không ạ? Nếu 5 lần không đạt thì nó phải đi 8 lần. Vậy thì cô phải tiến hành quan sát bổ sung thêm 3 lần nữa, đúng không ạ? Cô phải tiến hành quan sát bổ sung thêm 3 lần nữa. Mà nếu giả sử trong trường hợp 3 lần nữa rồi, sau cô lại kiểm tra KP, thấy KP nó vẫn không đạt, thì lúc này cô lại phải quan sát đến 13 lần, tức là cô phải quan sát bổ sung thêm 5 lần nữa, đúng chưa? Như vậy số lần quan sát ở đây nó phụ thuộc vào loại vật liệu cần quan sát. Và chúng ta có thể dựa theo bảng 6.2 để mà chúng ta xác định xem cần quan sát thêm bao nhiêu lần. Sau đó thì chúng ta lại lặp lại cái việc kiểm tra điều kiện KP. Sao cho KP phải nhỏ hơn hoặc bằng KP cho phép, đúng không ạ? Từ khi nào KP nhỏ hơn hoặc bằng KP cho phép thì có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Và lúc này chúng ta có thể dừng cái việc kiểm tra số lượng lại. Dừng việc kiểm tra chất lượng số lượng lại và đưa vào sẽ tính định mức, đúng không ạ? Thế thì nhớ rằng là cái KP cho phép có một cái vấn đề, đây là KP cho phép nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1,15 thôi. Em nhìn bảng 6.2 này, em thấy cái số cuối cùng này, số cuối cùng cho bảng 6.2 nó sẽ là 1,15 KP cho phép. Ở đây thì các bạn có thể nhìn lên trên sách, trên bảng trên sách có thể là nó rõ hơn, các bạn vô nó bị lấp một chút. Đi.
Đây các em nhìn ở đây, các em thấy rằng là cái hệ số KP cho phép này, nó luôn luôn KP cho phép này nó luôn luôn nhỏ hơn bằng 1,15, được chưa? Đây là hệ số phân tán cho phép của dãy số KP này. KP trong vòng vuông luôn luôn nhỏ hơn bằng 1,15. Nó sẽ không thể lớn hơn 1,15 được, không được phép lớn hơn 1,15. Thì tuy nhiên là trong một số trường hợp thì nó có thể xảy ra như thế này. Trong một số trường hợp khi mà chúng ta thấy rằng là cái số liệu của chúng ta chưa đủ độ tin cậy để đưa vào tính định mức, tức là chúng ta cần phải quan sát thêm. Thế nhưng mà cần phải quan sát thêm, nhưng mà cái quá trình sản xuất thực tế ở trên công trường nó đã kết thúc mất rồi. Đây là quan sát công tác xây tường chẳng hạn. Thế công tác xây tường bây giờ ta xây xong, công trường nó xây xong rồi mà đã chuyển sang phần chát rồi. Thế thì rõ ràng là chúng ta không có hiện trường để mà quan sát thu số liệu nữa, không thể quan sát thêm được nữa, đúng không ạ? Thì nếu như trong trường hợp mà không có hiện trường để quan sát thêm như vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đấy là trong một số cái trường hợp đặc biệt. Khi số lần quan sát lớn hơn 5, hệ số phân tán KP lớn hơn KP cho phép mà quá trình sản xuất trên thực tế đã kết thúc, thì không thể quan sát thêm số liệu, lúc đó người ta sẽ cho phép chúng ta xử lý số liệu như thế này. Không thể quan sát thêm số liệu thì khi đó được phép xử lý số liệu bằng cách cho phép loại bỏ bớt một vài số liệu Người ta làm sao mà cho phép chúng ta loại bỏ bớt một vài số liệu đi để cho cái hệ số phân tán KP giảm đi một cách nhanh nhất. Loại bỏ bớt đi một vài số liệu trong dãy số sao cho KP giảm đi nhanh nhất. Muốn cho hệ số phân tán giảm đi một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ loại bỏ đi giá trị nào nhỉ? Muốn cho KP giảm đi một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ loại bỏ đi số liệu nào để cho KP giảm nhanh nhất nhỉ? Thì chúng ta sẽ để loại đi Vmax hoặc là Vmin, đúng không nhỉ? Nếu chúng ta loại Vmax bởi vì KP bằng Vmax trên Vmin mà. Sẽ loại bỏ đi Vmax hoặc là Vmin để thì KP nó sẽ giảm đi một cách nhanh nhất. Đấy, các bạn lưu ý chỗ này nhé. Nhưng mà nó sẽ phải thỏa mãn rằng là nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện là số lần quan sát còn lại cho sau khi chúng ta loại bỏ đi Vmax hoặc Vmin thì cái số lần quan sát còn lại, nó sẽ phải nhỏ, nó sẽ phải lớn hơn 5 lần. Đúng không? Nó sẽ phải lớn hơn 5 lần quan sát thì mới được. Đấy, số lần quan sát tối thiểu còn lại thì sẽ là 5 lần. Và số con số bị loại, sẽ không được vượt quá 30% số con số trong dãy số ban đầu, trong dãy số thu được. Số con số bị loại không được vượt quá 30% số con số trong dãy ban đầu. Như vậy là nó vẫn phải tuân thủ theo cái quy tắc khi mà chúng ta chỉnh lý dãy số, đúng không ạ? Khi chúng ta chỉnh lý dãy số thì cái dãy số có các con số bị loại cũng không được vượt quá 30% tổng số con số thu được ở trong dãy. Đấy là cách để chúng ta kiểm tra chất lượng số liệu thu được hay là xác định số lần quan sát đối với lại việc thu số liệu của dãy số hao phí lao động. Các bạn nghỉ giải lao một chút nhé. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Được chưa? Các em có nghe rõ không nhỉ? Dạ có cô ạ. Có ạ.